giờ là phần thi quyết định về đích. Số điểm các bạn thí sinh đang có lần lượt là 180, 90, 20 và 215. Và với số điểm 215 này thì người đầu tiên đến với phần thi về đích đó chính là Việt Thành. Xin mời Việt Thành. Việt Thành chuẩn bị hành trang rất nhỏ gọn đúng không ạ? Chỉ cần một chiếc máy tính thôi. Bạn đang cảm thấy thế nào ạ Thành? Em cảm thấy khá là hồi hộp, khá là lo lắng và trước khi em với phần thi về đích thì em muốn có đôi lời cảm ơn. Để em được đứng ở đây thì nó là cả một hành trình dài, không phải là dễ. Và em muốn dành lời cảm ơn rất chân thành tới gia đình em, bạn bè của em và đặc biệt là tiền bối của em. Và nhân đây thì sau 6 năm, câu nói của người tiền bối lớn nhất của em sẽ được vang lên một lần nữa. Sóc Sơn không chỉ có truyền thuyết Thánh Gióng, không chỉ có sân bay Nội Bài mà còn có thể có một cầu truyền hình. Việt Thành là một thí sinh rất ít nói, nhưng mà khi đã nói là câu nào là chất lượng câu đấy. Và câu tiếp theo chúng tôi muốn lắng nghe đó là sự lựa chọn của bạn về những câu hỏi. Em xin lựa chọn gói 20, 20, 20. Đó là lựa chọn của Việt Thành. 20, 20 và 20, chúc bạn thành công với lựa chọn này. Vị vua nào đã thể hiện tầm nhìn về vấn đề biển đảo qua câu nói: việc trị quốc phải nhìn xa trông rộng, từ khi thân chinh, trẫm thường nghĩ kế lâu dài cho nước. Đắp Trường Thành ở Quảng Bình, xây Hùng Quan ở Hải Vân, những nơi ven biển xung yếu như Thuận An, Tư Dung, không nơi nào không xây pháo đài, lợi dụng địa thế hiểm trở để củng cố phòng vệ cho đất nước. Lê Thánh Tông. Và xin mời các bạn thí sinh còn lại. Đáp án của chúng tôi trong câu hỏi vừa rồi đó chính là vua Minh Mạng ạ. Phải nói là rất hiếm khi chúng tôi mới thấy được nét nhíu mày của Việt Thành. Câu hỏi số 2 dành cho bạn, bạn có muốn lựa chọn ngôi sao hy vọng không ạ? Em không ạ. Câu hỏi cho Thành như sau: 9 nguyên tố chiếm hầu hết 98,6% khối lượng vỏ trái đất, xếp theo thứ tự từ nhiều đến ít là oxy, silic, nhôm, sắt, canxi, natri và 3 nguyên tố nào nữa, cũng nêu theo thứ tự nhiều đến ít. Magie, phosphor và hydro. Xin mời các ý kiến khác ạ. Không có bạn thí sinh nào nhấn chuông giành điểm. Đáp án chính xác của chúng tôi vẫn có chứa những câu trả lời của Thành, đó là magie hydro. Cụ thể, kali chiếm 2,3%, magie chiếm 1,9% và hydro chiếm 1%. Một câu hỏi rất khó trong phần thi về đích của cuộc thi quý. Để thấy rằng người giành được chiếc vòng nguyệt quế trong cuộc thi ngày hôm nay sẽ là một người vô cùng xứng đáng. Và ở câu hỏi cuối cùng thì Việt Thành có lựa chọn ngôi sao hy vọng không? Em không ạ. Vâng, câu hỏi tiếp theo có giá trị 20 điểm của bạn như sau. Bạn hãy trả lời câu hỏi sau bằng tiếng Anh. Hello, my name is Ryan Garris and I am a teacher for Apollo English and I have a question for you. Although I'm a teacher, I'm quite interested in marketing. Do you know what the term CTA stands for? It stands for call to action. For example, if you want your potential customer to try out your product for free before deciding to buy it, your CTA can be start free trial. But there's also an interesting marketing term that you often hear, KOL. Do you know what KOL stands for in marketing? Good luck. Mời các bạn thí sinh còn lại.
Vâng, Việt Thành đã nghe được thầy nói những gì ạ? Em nghe được câu hỏi chính là KO viết tắt cho gì? Thầy có nhắc tới hai cụm từ trong lĩnh vực truyền thông, đó là CTA và KOL. CTA là Call to Action. Khi mà ở cuối một sản phẩm truyền thông thì chúng ta sẽ có CTA là kêu gọi khán giả, khách hàng tiềm năng sẽ thực hiện một việc gì đó. KOL là viết tắt của Key Opinion Leader, có nghĩa là những người có tầm ảnh hưởng nhất định trên mạng xã hội mà chúng ta có thể gọi là influencer, những người ảnh hưởng hay KOL. Cũng là một kiến thức mới cho các bạn thí sinh. Cảm ơn Thành đã hoàn thành xong phần thi của mình. Bạn có thể trở về vị trí nhé. Chúng tôi chưa nhận được câu trả lời từ Đức Anh, trong khi đó Việt Thành đã bấm gãy cả phím rồi đấy ạ. Cơ hội cho các thí sinh còn lại. Và đó là Việt Thành. Câu trả lời của em là đề cương văn hóa Việt Nam. Câu trả lời chính xác của chúng tôi là đề cương về cách mạng văn hóa Việt Nam, hay gọi là đề cương văn hóa, hay đề cương văn hóa Việt Nam. Xin chúc mừng Việt Thành. Thành đã xuất sắc giành trọn vẹn 30 điểm trong câu hỏi vừa rồi. Ngày 24 tháng 11 năm 2010, tại một cuộc đấu giá ở Paris, nước Pháp, bức tranh Sơn Dầu Chiều Tà đã được một nhà sưu tầm sở hữu với giá 8.800 euro. Bức tranh Chiều Tà là một tác phẩm của vị vua nào? Câu trả lời của em là vua Louis 14. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Xin mời Việt Thành. Câu trả lời của em là Hàm Nghi. Đáp án của chúng tôi là một vị vua kháng chiến, lãnh tụ tinh thần của phong trào Cần Vương, Hàm Nghi. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Việt Thành ạ, xin mời bạn. Câu trả lời của em là sự kiện đám tang của cụ Phan Châu Trinh. Và đó là đáp án chính xác, Việt Thành ạ. Quá xuất sắc ạ. Gỗ tứ thiết là tên gọi chỉ nhóm 4 loại gỗ có độ bền chắc và độ cứng cao trong các loại gỗ có trong tự nhiên. Đó là những loại gỗ nào? Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Mời Việt Thành. Câu trả lời của em là đinh lim xến táo. Đó chính là đinh lim xến táo. Việt Thành. Và bạn Nguyễn Việt Thành đến từ trường Trung học phổ thông Sóc Sơn, Hà Nội với câu truyền hình chung kết đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23. Trường Hải, xin chúc mừng. Người đầu tiên đến với phần thi về đích này đó chính là Minh Chiết. Và Minh Chiết đang tạm thời chỉ hơn người thứ hai, chỉ có 10 điểm mà thôi. Lúc này thì em đang cảm thấy thế nào? Em vô cảm. Vô cảm đúng không? Vâng, đây là một cái tinh thần rất cần thiết khi chúng ta đến với phần thi này đấy ạ. Yeah. Vâng, bây giờ thì Minh Chiết đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy cùng tiến lên phía trước. Dạ. Yeah. Bạn hãy cho chúng tôi biết lựa chọn của bạn. Em xin chọn gọi câu hỏi 60 điểm. 3 câu 20 điểm dành cho Minh Chiết và chúc bạn thành công với lựa chọn này. Bà là nữ tổng biên tập đầu tiên của Việt Nam, chủ bút báo Nữ Giới Trung. Sinh thời, bà viết nhiều tác phẩm về vai trò của phụ nữ trong văn hóa và xã hội. Bà từng sáng tác bài Cây Mai với những câu Ngọc ánh chi nài son phấn đượm, vàng dòng há sợ sắc màu phai. Bà là ai?
Phương Nguyệt Anh. Phải nói rằng là Minh Chiết có một khối kiến thức đáng nể đấy ạ. Chúc mừng bạn. Hãy tiếp tục giữ cho mình một cái đầu lạnh như bây giờ nhé. Câu hỏi số 2 dành cho bạn như sau. Ngày cân bậc 2 là ngày mà cả ngày và tháng đều là cân bậc 2 của hai số cuối cùng của năm. Ví dụ, ngày mùng 9 tháng 9 năm 1981 là một ngày cân bậc 2. Hỏi, ngày cân bậc 2 gần nhất mà chúng ta đã trải qua là ngày nào? Và ngày cân bậc 2 kế tiếp chúng ta sẽ trải qua là ngày nào? Câu trả lời của em là 4 tháng 4 2016 và 5 tháng 5 năm 2025. Minh Chiết đã suy luận như thế nào ạ? Đầu tiên muốn đó là một ngày cân bậc 2 thì em sẽ tìm cả cái số chính phương. Và gần nhất thì sẽ là số chính phương sẽ là của tầng cung sẽ là 16. Gần nhất mà về quá khứ, còn về tương lai thì gần nhất sẽ là số 25. Và đó sẽ là một ngày mùng 5 tháng 5 năm 2025. Minh Chiết quá xuất sắc. Chúc mừng em. Bây giờ thì Minh Chiết sẽ còn một câu hỏi có giá trị 20 điểm nữa. Chúc bạn thành công với câu hỏi này. Hàng năm vào mùa sinh sản, chờ khi đêm đến, rùa bò lên bờ đẻ trứng và vùi trứng dưới cát. Khi quay trở về biển, rùa khóc lóc đau đớn, những giọt nước mắt to và mặn tuôn rơi trên cát. Rùa khóc để làm gì? Câu trả lời của em đây là rùa khóc để giảm lượng muỗi trong cơ thể. Tôi lại phải nhắc lại câu lúc nãy tôi nói, kiến thức của bạn quá khủng. Rằng các tuyến muối ở gần mắt làm công việc hàng ngày là thải muối ra khỏi cơ thể để duy trì trạng thái bình thường về áp suất thẩm thấu của máu, và đáp án chính xác là thải muối ra khỏi cơ thể. Đúng như bạn Minh Chiết đã nói, và đó là câu hỏi cuối cùng dành cho Minh Chiết rồi. Bây giờ bạn có thể trở về vị trí. Đầu tiên là một chàng trai đã mang về câu truyền hình cho tỉnh Thừa Thiên Huế của mình. Giỏi đây! Minh Chiết 290 điểm! Nhận được phần thưởng